Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức liên quan đến trường quốc tế Mỹ. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tổ công tác liên ngành tăng cường theo dõi, giám sát, chỉ đạo trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Mỹ đảm bảo điều kiện tổ chức học tập, nội dung chính của chương trình học, chất lượng dạy học của trường và chất lượng học tập của học sinh. Các vấn đề phát sinh kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét chỉ đạo. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về công tác xử lý các vấn đề liên quan đến trường này từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4. Về tài chính, Đến 14 giờ ngày 12 tháng 4, phụ huynh đã đóng góp 30,4 tỷ đồng vào tài khoản tiếp nhận hỗ trợ kinh phí, duy trì hoạt động giáo dục của nhà trường cho đến cuối năm học 2023-2024. Trong tuần qua, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia giả soát, giám sát việc chi lương tạm tính, tiền nhà cho giáo viên người nước ngoài và các khoản phục vụ hoạt động giảng dạy. Số dư hiện tại là 6,7 tỷ đồng. Hiện trường còn 1.087 học sinh, giảm 33 học sinh. Trong ngày 12 tháng 4, ở bậc tiểu học có 42 trên 49 giáo viên nước ngoài, 12 trên 14 giáo viên Việt Nam, 395 trên 428 học sinh tiểu học đi học lại. Ở bậc trung học có 55 trên 74 giáo viên nước ngoài, 10 trên 13 giáo viên Việt Nam, 547 trên 659 học sinh đi học lại và 95 trên 103 nhân viên đi làm. Theo báo cáo của hiệu trưởng, đến ngày 12 tháng 4, trường nhận được 10 đơn xin thôi việc từ giáo viên người nước ngoài. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức dạy học của nhà trường trong thời gian tới. Số học sinh vắng học trong ngày 12 tháng 4 cao nhất trong tuần qua. Bậc tiểu học vắng 33 học sinh, bậc trung học vắng 112 học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã giao phòng giáo dục trung học nghiên cứu đề xuất của trường cho các khối lớp kết thúc năm học sớm vào ngày 26 tháng 4. Riêng lớp 12 sẽ đến trường hướng dẫn ôn tập đến ngày 17 tháng 5 để hoàn thành kỳ thi tú tài quốc tế.